từ iCare Center. Thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ routine này gọi là định tuyến cho hai cái đường mạng khác nhau, hoặc còn gọi là hai cái net ID khác nhau để cho nó thấy nhau. Sau đây là các bước cấu hình. Sau khi cài đặt hai dịch vụ vô rồi, bây giờ chúng ta sẽ cấu hình. Thứ nhất là các bạn sẽ khởi động dịch vụ routine and remote access lên bằng cách là vào star program admin tool và click vào routine remote access để khởi động. Ở đây tôi đã khởi động sẵn rồi. Và chúng ta sẽ nhấp chuột phải lên trên cái máy và chúng ta chọn config and enable routine and remote access, là có nghĩa là chúng ta đang khởi động dịch vụ này lên. Các bạn chọn net. Rồi sau đó chúng ta chọn vào custom config net. Và khi mà routine ấy, thì các bạn sẽ chọn vào một cái công cụ, đó là LAN routine. Sau đó net. Finish. Và khi chọn finish ấy, thì một cái giao diện hỏi chúng ta là có muốn khởi động dịch vụ này lên hay không. Nếu các bạn nhấn cancel thì chúng ta coi như là chúng ta chưa làm gì cả. Bây giờ tôi nhấn start để chúng ta khởi động. Dịch vụ đang chạy. Như vậy là dịch vụ đã khởi động lên. Ở đây nó có hai, đó là IP version 4 và IP version 6. Ở đây chúng ta root qua IP version 4, cho nên chúng ta tắt cái IP version 6 đi và chúng ta mở IP version 4 ra. Và trên IP version 4 đây nó có cái status root. Bắt đầu chúng ta cấu hình tiếp. Các bạn sẽ nhấp chuột phải lên status root, chọn new status root. Và interface ở đây là các bạn sẽ chọn vào kẹt quan, có nghĩa là chúng ta cho đi ra ngoài. Destination thì chúng ta sẽ trỏ về cái IP mà cái nhánh mạng mình cần kết nối với lại bên kia, đó là nhánh nội bộ. Nhánh nội bộ của bên router 2 đó chính là kẹt LAN của bên router 2, đó là 10.0.0.0. ở đây .0 là nguyên một cái net, subnet mask là 255.255.255.0. Gateway này là chúng ta sẽ trỏ về IP kẹt WAN của cái nhánh mạng mà mình cần routing. Ở đây tôi đang root từ router 2 thì tôi sẽ trỏ về 192.168.1.3. đây chính là IP của hàng router 2 mà là kẹt WAN. Sau đó chúng ta sẽ OK. Đây tôi có một cái đường root, đó là root qua kẹt WAN của router 2 và đến IP nội bộ, đó là kẹt LAN của router 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta qua router 2, chúng ta cũng tạo một cái đường root ngược lại qua router 1, cho nên chúng ta phải làm tương tự như vậy để cho hai đường mạng này nó hiểu nhau. Và tôi sẽ chuyển qua router 2 và cũng khởi động dịch vụ routing and remote access lên. Ở đây tôi đã khởi động dịch vụ sẵn rồi. Bây giờ tôi sẽ nhấp chuột phải lên routing and remote access trên router 2 và tôi chọn config and enable. Sau đó các bạn chọn net và chúng ta cũng chọn vào custom config, chọn net và chúng ta sẽ chọn vào LAN routing net. Chúng ta chọn vào finish. Khi chúng ta chọn vào finish đây thì dịch vụ nó hỏi chúng ta là có muốn khởi động dịch vụ này hay lên hay không, lên hay không. Chúng ta sẽ chọn start. Đây là dịch vụ đang khởi động. Rồi chúng ta chọn finish. Khi chúng ta chọn vào finish đó thì giao diện khởi động routine remote access đã hiện ra và chúng ta chọn vào IP version 4. Chúng ta chọn vào general status root. Đây là giao diện của nó. Chúng ta đóng cái IP version 6 lại đi. Và các bạn nhấp chuột phải lên status root, chọn new status root. Và chúng ta cũng tương tự chọn kẹt WAN.
và trỏ về IP kẹt LAN của bên router 1 là 172.16.1.0. Chúng ta sẽ chọn nghiêng về cái đường mạng chứ không có chọn về IP. 25.25.25. Số nước mắt là 3 cái 25. Gateway là chúng ta chọn về IP của router 1 mà IP của kẹt quan 192.168.1.2. IP kẹt quan lúc nãy là 1.2. Các bạn lưu ý là matrix thì chúng ta sẽ để giống nhau ha, là cái đường root ấy, có nghĩa là bên này là bao nhiêu thì cái số bên kia phải bấy nhiêu để cho nó root hai đường nó thấy nhau. Có nghĩa là 256 thì bên kia phải 256, nó đi cùng một đường như vậy. Sau đó chúng ta chọn OK. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn chúng ta test, chúng ta routing từ router 1 và router 2 và ngược lại, chúng ta root từ router 2 và router 1. Bây giờ chúng ta sẽ test thử xem hai cái đường mạng này nó có thông nhau hay không. Mà để test được hay không, chúng ta sẽ chuyển qua cái máy, hai máy client là hai kẹt LAN của hai cái đường mạng khác nhau để chúng ta test bằng cách là chúng ta ping. Nếu ping thấy nhau thì chúng ta đã thành công.